tất cả các quý bà con nhé. Đây, hôm nay em lại đây là cây thứ ba của em, nhưng mà cây này là khách đi Nghệ An. Cây rất là đẹp luôn. Cây nào cũng có quả hết rồi nhá. Đây, đây là cây thứ ba của em cẩu trong ngày hôm nay đây. Siêu đẹp, tán chuẩn đẹp luôn. Cây này dáng đẹp. Cây này dáng đẹp. Tối mà máy mẹ vẫn cho được cái lá màu xanh vậy. Đẹp như thế này chị. Bác nào mà có nhu cầu mua hồng giòn Fuji cho ai thì inbox em nhé. Đây, đơn vị vận chuyển bên em cũng có, nên là các bác không phải lo đâu. Cẩu tận nơi, giao về tận nhà luôn. Hồng Fuji Nhật Bản, hồng giòn ăn không cần phải ngâm, giống như hồng giòn Bắc Cạn nhé. Hiện tại giờ là đang là 6 rưỡi tối. Cây đẹp lắm luôn đấy ạ.